tha giá, Nam mô tham ma giá, Nam mô sang kha giá. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên đã đến giờ vào lớp học. Kính xin tất cả tắt âm thanh, trang nghiêm thân khẩu ý, hướng tâm vào thời kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ xin mời chị Tịnh Hạnh thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Dạ xin mời chị. Dạ, Nam mô Bụt tha giá, Nam mô tham ma giá, Nam mô sang kha giá. Con kính đảnh lễ sư, con kính chào quý cô tu nữ. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakke kame cha robe giri sikhara ta te chantali khe vimane di pera te cha game taro anagahane ge hawa thum hi khe te phom ma cha yam tu de wa cha la thala visame ra kha gan tha panaga ti than ta santi ke yang muniwara wa cha nang sa tha wo me sơ nam tu tham ma sa va na ca lo a yam pha đan ta tham ma sa va na ca lo a yam pha đan ta tham ma sa va na ca lo a yam pha đan ta nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga va to Arahato Samma Sambuddha Sanamo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyammi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyammi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyammi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyammi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyammi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyammi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Iti biso phagawa arahang sama sambuato vicha charana sambano sugato lokavido anuataro purisa dhamma sarathi satha dekwa manusa nangbuato phagawa tinati me saranang anyang Buddho me saranam guarang e te na sa cha wa che na ho tu me cha ya mangalang uttamang ge na wan de hang. Ba da bang song guaru uttamang buddhe yo khalito do so buddho khamatutang mamang. Sakato phagavata thammo sandhitiko akaliko ehi pasiko oppanayiko pachatangwe itappo venyo hitinati me saranam anyam thammo me saranam kvarang etena sacha vacce Na ho tu me cha ya mangalang u ta mangge na wan de hang tham man cha du vi thang qua rang tham me yo khali to do so tham mo kham tu tang ma mang so ba ti ban no pha ga wa to sa wa ka sang ko u cho ba ti ban no pha ga wa to sa wa ka sang ko nya ya ba ti ban no pha ga wa to sa wa ka sang ko sa mi chi ba ti ban no pha ga wa to sa wa ka sang ko Yadi dang chattari borisa yogani atha borisa bogala esa phagavato savaka sangho ahunayo pahunayo dakinayo anchalikaraniyo anuttarang Punya ketang loka sati nati me saranang anyang sangko me saranang kwarang
Etena sa cha wa che na ho tu me cha ya mangalang u ta mangge na wan de hang sang khan cha do ve tha ta mang sang khe yo kha le to do so sang kho khama tu tang ma mang Quan đa mi chế thi yam sa pang sa pa tha ne so pa ti thi tang sa ri ri ka tha tu ma ha bo thinh bo tha ro bang sa ka lang sa dan sam bo the a tha we sam cha do a da sam cha sa ha sa ke pam cha sa ta sa ha sa Ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha a da re na na ma mi hang na ma ka ra nu fa we na han tua sa pe u pa pra we a ne ka an ta ra ya pe we na san tua se sa to sam bu the Pan cha pan nya sain cha cha tu vi sa ti sa ha sa ke da sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha a da re na na ma mi hang na ma ka ra nu fa we na han tua sa pe u pa da we Aneka antaraya pivina santua se sato sambu tena vuotara sate atha jata li sasaha sake kwe sati sata saha sanina mami sirasa ahang te sang thamman cha sang khan cha adare Nana mami hang namakaranu fa we nahan tua sa pe upap da we aneka antaraya piwinasan tua se sato. Sa pe purati maya di sa ya sata awe ra sukhi hantu sa pe. Purati maya anudisaya sata awera sukhi hantu sape dakina yadi saya sata awera sukhi hantu sape dakina anudisaya sata awera sukhi hantu sape Pachi maya di saya sata awera sukhi hantu sape Pachi maya anu di saya sata awera sukhi hantu sape Uttaraya di saya sata awera sukhi hantu sape Uttaraya anudisaya sata awera sukhi hantu sape Uparimaya disaya sata awera sukhi hantu sape Hetimaya disaya sata awera sukhi hantu sape Sata awera hantu sukita hantu nidokha hantu apyapacha hantu anikha hantu nikha yuka hantu aroga hantu sambati hisame chantu sukhi atanam Pariharantu dukkha patta cha niddukkha phaya patta cha niphaya soka patta cha nisoka hantu sape bibanino akasatha cha phammatha devanaga mahitika Buon nhang no anumodan tu chi rang rakhan tu sa sanang akasatha cha phammatha devanaga mahitika. Buon nhang no anumodan tu chi rang rakhan tu no garo akasatha cha phammatha devanaga mahitika.
Quân nhang no anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu nhà ta yô a ca sa tha. Cha phom ma tha đê qua na ca ma hê thi ca. Quân nhang no anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu nhà ta yô a ca sa tha. Cha phom ma tha đê qua na ca ma hê thi ca. Bốn nhang no anu mô đàn tu chi răng ra khan tu pa ni no a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ca ma hê thi ca. Bốn nhang no anu mô đàn tu chi răng ra khan tu no sa đa. Y đăng qua tân no bốn nhang a sa wa ka ya wa hang ho tu anagate ka le. Thời kinh Tam Bảo đã tụng xong, kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học Pali ngày hôm nay. Chúc lớp có buổi học pháp an vui. Dạ con kính dâng bích đến sư ạ. Giảng kính đến sư. Thưa sư chưa mở mic. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Xin chào lớp. Giờ hôm nay chúng ta học bài cuối của quyển 1, tức là bài số 16. Sau bài học này thì có thể mình còn 2 buổi nữa để mình sửa bài tập cơ bản với lại bài tập nâng cao. Rồi sau đó chúng ta sẽ khai giảng lại lớp mới. Ai thấy mình chưa đậu được lớp này thì học trở lại nữa để thi trở đậu. Rồi bài số 16 đó là Thiên Sứ thứ tư. Trong phần này, trong bài này thì sau phần lịch sử thì mình có hai phần văn phạm, đó là điều kiện cách với lại liên từ phụ thuộc. Đây là phần lịch sử, đoạn lịch sử ngắn, đó là lần thứ tư. Sau khi cho người đánh xe thắng một cỗ xe thù thắng, thái tử đã đi đến vườn ngự uyển để ngắm cảnh. Khi ấy ngài thấy một vị sa môn có tướng mạo trang nghiêm, các căn khéo thu thúc. Sau khi hỏi người đánh xe biết được những đức hạnh của các vị sa môn, ngài vô cùng hoan hỷ. Sau đó thái tử bảo chanh ná đánh xe trở về hoàng cung. Khi về đến hoàng cung, ngài nghĩ rằng nếu vị sa môn này không đạt được pháp giải thoát thì vị này sẽ không có được phẩm mạo như vậy. Cũng trong khoảnh khắc ấy, thái tử lại nghĩ, nếu ta xuất gia ta cũng có thể tìm được đạo lộ giải thoát. Thì đó là phần lịch sử. Như phần văn, bây giờ chúng ta đọc phần ngữ vận trước, phần ngữ vận cho cái bài học này. Như sư đọc trước rồi sau đó mời lớp giơ tay lên để mình đọc phần ngữ vận. Đấy, cả sư cho nó về một trang luôn hay được hay không? Em có chất thuốc thang. Chắc tốt thắng, chắc là thắng, phát đá, thù thắng, tốt đẹp, gia nát là xe, gái cha tí là đi đến, đá xa nát là ngắm, phù mí là phong cảnh, athako khi ấy, samana, samon, atisanta, trang nghiêm,
Akaravantu có tướng mạo, Guna đức hạnh, Akara cử chỉ tướng mạo, Susan vô tình ri giác có các căn thu thúc, có các căn khéo thu thúc ha. Có các căn khéo thu túc ý tí rằng thế này, sách chê nếu Pāpunisā sẽ chứng được Mokkha Dhamma pháp giải thoát, Apavisā sẽ có được Mokkha Magga đạo lộ giải thoát, Pariyesiyā có thể tìm được. Thì đó là phần ngữ vựng. Bây giờ mời lớp giơ tay lên đọc phần ngữ vựng này trước đi. Một trang mời lớp đọc phần ngữ vựng giúp sư. Dạ, xin mời cô Kim Cúc ạ. Dạ, tư con xin đọc ngữ vựng ạ. Giác Tốt Thăng lần thứ tư, Vô Cha Bê Tí cho thắng, Phát Đá thù thắng tốt đẹp, Gia Ná xe gắt cha tí đi đến, Đát Sa Ná ngắm phù mí phong cảnh, Á Tha Khô khi ấy Samana Sa Môn Á Tí Săn Tá trang nghiêm, Akara Quanh Tú có tướng mạo, Ngú Ná đức hạnh, Akara cử chỉ tướng mạo, Su Săn Quốc tiên quý giá có các căn khéo thu thúc ý tí rằng thế này, Sa Chê nếu Pāpunisā sẽ chứng được Mokkha Dhamma pháp giải thoát. Mokkha Dhamma, ủa hết rồi, gạch Mokkha Dhamma Pariyesiyā có thể tìm được. Ủa, xin lỗi, đọc lại. Mokkha Dhamma là pháp giải thoát, Apavisā sẽ có được Mokkha Magga đạo lộ giải thoát, Pariyesiyā sẽ có được. Thưa sư xin hết rồi. À, xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ, bạch sư con xin đọc ngữ vận. Chát Tức Thăng lần thứ tư, Vô Cha Bê Tí cho thắng, Phát Đá thù thắng tốt đẹp, Gia Ná xe gác chá tí đi đến, Đá Xá Ná ngắm khu mí phong cảnh, Á Thá Khô khi ấy Xá Má Ná Xá Môn Á Tí Săn Tá trang nghiêm, A Ca Rá Quanh Tú có tướng mạo, Gú Ná đức hạnh, A Ca Rá cử chỉ tướng mạo, Xú Săn Vú Tình Rí Giá có các căn khéo phu thúc ý tí rằng thế này, Sá Chê nếu Pāpunisā sẽ chứng được Mokkha Dhamma pháp giải thoát. Dạ, bạch sư đẩy lên giùm con ạ. Apavisā sẽ có được Mokkha Magga đạo lộ giải thoát, Pariyesiyā có thể tìm được. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc bài ạ. Chát Tức Thăng lần thứ tư, Vô Cha Bê Tí
cho thắng. Khắc đá, thù thắng tốt đẹp. Ra lá, phe. Các trẻ tí đi đến, đắc xa lá, ngắm. Phu mỹ, phong cảnh. A tha khô khi ấy. Samana, Samôn. A tí xanh tá, trang nghiêm. A ca giáo văn tú, phó tướng mạo. Vũ ná, đức hạnh. A ca giá, cử chỉ tướng mạo. Thú xăm vũ tin di giá, các căn có các căn thu trúc. Ý tí rằng thế này. Sá chê nếu ta cứ biết phá sẽ chứng được. Bốc khá thăng má, pháp giải pháp. Á khá biết phá sẽ có được. Bốc khá mắc giá, đạo lộ giải pháp. Và đi về xây giá có thể tìm được. Giờ thứ sư con đã đọc xong ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư cho con đọc từ từ đầu ạ, sư đẩy xuống giúp cho con, còn mấy từ cuối cùng con đọc ở trong sách cũng được ạ. Bạch sư con xin đọc ngữ vựng ạ. Chát tú thăng lần thứ tư, rồi cha pê tí cho thắng, phát đá, thù thắng tốt đẹp, ra ná, xe, gác cha tí, đi đến, đá xa ná, ngắm, phu mỹ, phong cảnh, át thá khô khi ấy. Xá ma ná, sa môn, á tí san tá, trang nghiêm, a kha, a ca ra quan tú, có tướng mạo, vú ná, đức hạnh, a ca ra, cử chỉ tướng mạo, su sam vút tin rí giá, có các căn khéo thu thúc, ý tí rằng thế này, sát chê nếu pa pú mi xá sẽ chứng được, mốc khá thăm má, pháp giải thoát, á phá, ví xá sẽ có được, mốc khá mắc giá đạo lộ giải thoát Paris dây xê giá xây giá có thể tìm được. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư con xin đọc ngữ vựng. Chát tú thăng là lần thứ tư, vô giá pê tí là cho thắng, phá đá là thù thắng tốt đẹp, nhà ná là xe, gác chát tí là đi đến, đá xa ná là ngắm, phu mí là phong cảnh, át thá khô là khi ấy, sa ma ná là sa môn, át tí san tá là trang nghiêm, a ca ra quan tú là có tướng mạo, vú ná là đức hạnh, a ca ra là cử chỉ tướng mạo, Xú sang vũ điên tri giá là có các căn để thu thúc, ý là rằng thế này, sắc chê là nếu, và bú ní xá là sẽ chứng được, mốc khá thăm má là pháp giải thoát, á phá quý xá là sẽ có được, mốc khá mắc giá là đạo lộ giải thoát, phá rí dê xê giá là có thể tìm được. Dạ bà sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc bài ngữ vựng. Chết tước thăng lần thứ tư, vô tre về tí cho thắng, phát đá thù thắng tốt đẹp, dê né xe, đất chế tí đi đến, đất xe né ngắm, phù mí phong cảnh, Athekho khi ấy, Samana Samun, Atisanta trang nghiêm, Akara quanh tú có tướng mạo, vú ná đức hạnh, Akara cử chỉ tướng mạo, chú sân vú tin, rí giá có các căn khiếu thu thúc, ý tí rằng thế này, sắc chê, xé chê, liếu, Babunissa sẽ chứng được, mốc khá thăm má, pháp giải thoát, áp phá quýt xá sẽ có được, mốc khá mắc ghé đạo lộ giải thoát, có rì dê xây giá có thể tìm được. Dạ thưa sư xin hết. Dạ có còn phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư hết rồi.
Rồi chúng ta xem phần bài học ha. Điều trước tiên là chúng ta học về điều kiện cách. Điều kiện cách thì kalatipati trong tiếng Bali được sử dụng để nói lên sự kiện không có thật ở quá khứ. Ví dụ như là Pope Siti Puto Che Kamante Payujisa So Imasmin Agare Agasiti Apuisa. Thì ở đây chúng ta có hai động từ được chia ở dạng điều kiện cách, đó là Payujisa và Apuisa. Có chủ từ đó là Siti Puto. Chủ từ là Siti Puto, tức là con trai của trường giảng. Poppe thì tạm từ chỉ thời gian trước đây. Kamante thì công việc, Kamantat. Akasithi, Akasithi tức là cái người mà giàu nhất, người mà giàu nhất, có nhiều tài sản nhất. Nagare thì ở đình sở cách, thành phố Imasmin, dịch là này, tính từ của Nagara. Thì ở đây có câu đó là nếu trước đây con trai của ông bá hộ hay là ông trưởng giảng cố gắng làm việc thì anh ấy sẽ trở thành người giàu có ở trong thành phố. Thì khi mà người ta biết như vậy thì Trâm thấy là sao? Tức là trước đây thì cái người này không có cố gắng, không có cố gắng. Thì đó là nói về sự không có thật ở quá khứ. Thứ hai mình có thí dụ đó là Seche Sittiputo Puppe Papachisa So Aratapalang Papunisa. Thì ở đây mình cũng có hai động từ, đó là Papachisa và Papunisa. Tức là từ động từ Papachati là xuất gia, Papunati là đạt được. Chủ từ vẫn là Siddhiputto. Rồi cũng có Poppe là trạng từ. Mình có Arahatang đó là Arahatapalang là thánh quả, A-la-hán. Trẻ đêm đêm có cái câu đó là nếu trước đây con trai của ông bá hộ xuất gia thì anh ấy sẽ chứng đạt A-la-hán quả. Tức là câu này người ta nói như vậy thì chứng tỏ là trước đây là cái người này không có xuất gia. Còn nếu mà đã xuất gia thì nếu mà xuất gia thì hiện tại là đã chứng được thánh quả A-la-hán. Thì ở đây cái động từ ở dạng điều kiện cách đó mình dịch nó giống như là về dịch, cách dịch thì nó giống như là thì vị lai, nó cũng dịch là sẽ. Dạ. Nhưng mà nó nói về nó nói để thì vị lai rồi ở đây mình có cái bản chia của động từ Pachiti ở dạng điều kiện cách. Đây là bản chia đầy đủ. Bản chia đầy đủ tức là mình có ngôi sơ hay là ngôi thứ ba, đó là so sa tăng. Mình có là Pachisa, 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 Pachisa. Số nhiều mình có tê ta ta ní Pachisang su, ngôi trung hay là ngôi thứ hai mình có toan, đó là Pachise, Pachise. Số nhiều tâm hê, đó là Pachisatha, Pachisatha.
ngôi thượng hay là ngôi thứ nhất số ít đó là hang, đó là pachisamha. Thì đó là cái động từ, cái bản chia động từ ở dạng này điều kiện cách. Bây giờ mình tập chia bản chia động từ này tí ha, rồi sau đó chúng ta sẽ học phần cái bản chia. Rồi à, đây là bản chia động từ ở dạng này, điều kiện cách. Cái file vật mà đưa từ máy này sang máy kia nó chạy chữ hết trơn. Này xài file PDF thì được, file thường nó chạy chữ hết trơn. Cái này không phải, cái này là mệnh lệnh cách. Ừ, đây điều kiện cắt. Ở đây thì người ta viết gọn lại thì mình ở đây mình bị cách chia ở đây đó là người ta để chữ Bali cho nên chia từ trên xuống. Ở trong cái bản Bali thì mình phải chia nó là chia từ trên xuống, tại nó là Pathama, Machima và Uttama, tức là từ thấp đến cao. Thì ở đây mình có Pathama Purisa Ekavachana. Ở đây so sa tăng mình lấy một chữ thôi, lấy chữ so được rồi. So Pachisa Apachisa Pachisa Apachisa Pahuvachana Te Pachisang Su Apachisang Su. Sao mà để cho dễ nhìn không? Machima Purisa Ekavachana Pachise Apachise Pahuvachana Pachisattha Apachisattha Uttama Purisa Ekavachana Pachisang Apachisang Pahuvachana Pachi Mayang Pachi Samha Pachi Samha. Lần nữa ha, tại cái bản này nó hơi khó một tí. Pathama Purisa Ekavachana Pachi So Pachi Sa Pachi Sa Pachi Sa Pachi Sa. Pahuvachana Te Pachi Sang Su Pachi Sang Su Machima Purisa Ekavachana Pachise Apachise Pahuvachana Tumhe Pachisattha Apachisattha. Uttama Purisa Ekavachana Ahang Pachisang Pachisang Pahuvachana Mayang Pachisamha Apachisamha. Rồi giờ mời lớp giơ tay lên để mình tập chia đi. Dạ một đồng từ nào đó để mình chia theo cái bảng này. Một trang mời lớp kia. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, con xin chia động từ quá pháp tí. Được không sư? Là gì? Quá pháp tí là trở nên đó sư. Pháp quá tí. Dạ,
phá quá tí. Rồi chị đi. Dạ. Bathama Purisa Ekawachana So De Was So Phawatisa Phatisa Phatisa Afawatisa Bahu Wachana Te Phá 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 Wis Sa Sang Su A Phá Wis Sang Su Machima Purisa Eka Wachana Phá Wis Se A Phá Wis Se A Phá Wis Se Bahu Wachana Tum He Phá Wis Satha A Phá Wis Satha Uttara Purisa Eka Wachana Ahang Phá Wis Sang A Phá Wis Sang Mayang Phá Wis Samha A Wis Samha Thưa sư xin hết A Phá Wis Samha Thưa sư xin hết yeah. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Bạch sư, con xin đọc và động từ điều kiện ngăn cách. Động từ ná giá tí là dẫn dắt à. Bathama Purisa Ekawachana So Giá dít xá Á giá dít xá Ná dít xá Á ná dít xá Bá hú quá chá ná tê na yis sang su a yis sang su a na yis sang su machima burisa toan na yis se A na yis se tum bahu wachana tum he na yis sa tha a na yis sa tha uttama burisa eka wachana ahang na yis sang a na yis sang bahu wachana Ma yang na yis sa samha a yip a na yis samha con xin Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin chia động từ wadati là nói ạ. Pathama purisa eka wachana so Wadisa a wadisa sa wadisa a wadisa bahu wachana te wadisamsu wadis a wadisamsu machima apurisa eka wachana tang wadise a wadisise Bahu Vachana Tumhe Vadisattha A Vadisattha Uttama Purisa Eka Vachana Ahang Vadisang A Vadisang Bahu Vachana Mazang Vadisamha A Vadisamha. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin chia động từ Nikkhana tí là rời khỏi ở điều kiện cách ạ. Bathama Purisa Ekawachana So Sa hoặc là Tăng
mít khả mít phá á mít khả mít phá mít khả mít phá á mít khả mít phá bahu va cha na tê ta hoặc ta ní mít khả mít xăm số á mít khả mít xăm số mắc khi ná bu lý xá ê cá va cha na văng mít khả mít tê á mít khả mít tê bahu va cha na tung hề mít khả mít xa thả á mít khả mít xa thả Uttama Vujisa Eka Vachana Ahang Nikhamik Sang Nikhamik Sang Anikhamik Sang Bahu Vachana Nazam Nikhamik Samha Anikhamik Samha. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bà sư, con xin chia bản chia động từ gắt chắc tí là đi đến hoặc theo điều kiện cách. Pathama Purisa Eka Vachana So Gachisa Agachisa Gachisa Agachisa Bahu Vachana Te Gachi Samsu Agachi Samsu Machima Parisa Eka Wachana Tuang Gachise A Gachise Bahu Wachana Tumhe Gachisatha A Gachisatha Utama Purisa Eka Vachana Ahang Gachisang A Gachisang Bahu Vachana Mayang Gachisamha A Gachisamha Gachisamha A Gachisamha. Dạ bà sư, con xin hết ạ. Dạ, có còn phật tử nào muốn đọc không ạ? À? Có, cho Tiên đọc. Dạ, xin mời chị Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc. Bản tập chia đồng từ với cách chia như bé bú nít xé sẽ chứng được điều kiện cách. Bé thêm mé bú nít xé ê kéo quá chân nhé. So, bé bú nít xé à bé bú nít xé Babunisha, a Babunisha, Bahuichene, the Babunishang Su, a Babunishang Su. Matime, Buddhisha, a Kawachene, Tong Babunisha, a Babunisha, Bahuichene, Tumhe, Babunisha, Ta. A Babunisha Uttama Buddhisha Ahang Babunishang A Babunishang Bahuichene Mayang Babunishamha A Babunishamha. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ, có còn phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư, cho con hỏi á, nếu mà mình con muốn chia cái động từ a há rá tí thưa sư là mang đến á, vậy cái trường hợp mà cái khúc mà á ít cái gì vậy, khúc đó là cái trường hợp đó là khỏi đọc hả sư? Các động từ mà nó có tiếp động ngữ a dạng á ú rồi đó thì khỏi, bỏ cái cách á đi, sử dụng một dạng thôi. Ví dụ như dạng út gan há tí thì mình chỉ chia nó là út gan, út gan hí xá, út gan hí xa, út gan hí xăng xú, út gan gan hí xăng xú, út gan hí xê, út gan hí sát há, út gan hí xăng, út gan hí xăm ha, như một cách như vậy được rồi. Tại nó có tiếp đồng ngữ là
là nguyên âm rồi, nên thêm nữa thì nó sẽ khó đọc. Dạ, dạ, dạ thưa sư, cho xin chia từ Aharati là mang đến. Bathama Burisa Ekawachana So Aharisa Aharisa Bahuachana Te Aharisang Su Machima Burisa Ekawachana Toàn Aharise Bahuachana Tùm Hề Aharisa Thá Utama Burisa Ekawachana Hằng Aharisang Bahuachana Mayang Aharisamha. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ hết Phật tử đọc rồi sư. Để ta học tiếp phần bài học còn lại. Từ dùng còn liên từ phụ thuộc. liên từ phụ thuộc là tiếng diễn tả sự tùy thuộc về văn phạm, liên kết mệnh đề phụ với mệnh đề chính, hay là dùng để kết nối giữa hai mệnh đề khác giá trị. Khi dụ qua đây mình có là sacce me antarayo natthi sattahappantare ahang puna nivatti sami. Thì ở đây mình có liên từ đó là sacce. Ở đây mặc dù nó kết nối hai câu lại nhưng mà không có nghĩa là nó đứng giữa hai câu. Nó cũng có thể đứng giữa hoặc là nó đứng đầu, nó tùy theo trường hợp. Có thể đứng giữa hoặc là đứng đầu. Thí dụ ở trong cái câu sacce này thường người ta viết nó là, nếu mà nó là sacce thì người ta thường biết nó đứng đầu. Hoặc nếu mà người ta dùng che thì thường người ta chỉ biết nó sau chủ từ thôi. Thì ở đây mình có cái câu đó là sacce me antarayo natthi sattahappantare. Tức là mình có antarayo tức là sự trở ngại, danh từ nam tính. Natthi là động từ, na với atthi như là không có. Sattahappantare là trong khoảng thời gian 7 ngày. Trong khoảng thời gian 7 ngày. Cái câu này câu nguyện hạ của quý sư, tức là muốn đi đâu đó trong mùa hạ thì phải nguyện hạ cái câu này. Ahang puna nivatti sami. Ahang là tôi. Nivatti sami là sẽ trở lại. Sẽ trở lại. Sẽ trở lại. Puna nivatti sami dịch nó là sẽ trở lại, động từ ở thì vị lai. Để ở đây có cái câu đó là, nếu không có sự rủi ro hay là sự trở ngại đến với tôi, chữ me ở đây là đến tôi hay là đến với tôi, dịch thêm thôi. Tôi sẽ trở lại trong khoảng 7 ngày. Khoảng 7 ngày. Câu thứ hai đã làm có chữ Theromulasirin Pakosapesi Atthamahachano Sannipati. Thì ở đây mình có liên từ là Attha. Cái chữ Attha này á, nếu mà nó được đứng ở đầu câu mà dịch nó là lúc ấy, khi ấy á, thì nó dùng trong cái ý nghĩa đó là cái trạng từ với thời gian. Nhưng mà dịch nó thường dịch nó là rồi thì gì đó. Thì nó dùng nó ý nghĩa là liên từ. Ví dụ ở trong trường hợp này có cái câu là Theromulasiri Pakosapesi. Thì anh em có vị trưởng lão đã cho gọi Pakosapesi, anh em là động từ thầy sai bảo. Đã cho gọi ông Mulasiri, đây là cái tên riêng. Rồi
Rồi đại chúng đã tụ họp lại. Và rồi đại chúng đã tụ họp lại. Thì anh em có chữ Maha Chano là đại chúng, Sannipatati là tụ họp lại. Thì ở đây cái niên từ Akha nó kết hợp lại hai câu này. Ở đây là một số liên từ. Đặc biệt ở đây cái liên từ mà mình gặp thường xuyên trong các câu tưởng đó hôm nay mình gặp đó là gì? Là y tí. Cái y tí này là nó dùng nó ý nghĩa gì? Việc tùy thuộc vào văn phạm. Nhiều khi nó không có dịch gì cả cái chữ y tí này. Hoặc là nhiều khi dịch nó là rằng, là. Hoặc là nhiều khi nó cũng được dịch là thế này. Thì ở đây là một số liên từ có athakho lúc ấy rồi thì apichá hơn nữa tuy vậy y tí rằng thế này y quá ví như tựa hồ là kinh cha pí dù sao mặc dù y rá tương truyền rằng chê sẽ chê nếu như athari quá cũng giống như yathapana cũng như là giá đi nếu như. Đó là một số liên từ phụ thuộc. Giờ mời lớp giơ tay lên để đọc một số liên từ phụ thuộc này tí đi để chúng ta nhớ được phần nào hay phần đó. Trân mời lớp đọc phần liên từ phụ thuộc này. Dạ. Xin mời cô Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc một số liên từ phụ thuộc. Athakho, lúc ấy, rồi thì. Abhichá, hơn nữa, tuy vậy. Ý tí là rằng thế này. Ý quá, ví như, tựa hồ là. Kinh cha bí, dù sao, mặc dù. Ký đá, tương truyền rằng. Chê, sa chê, nếu như. Giá thá lý quá, cũng giống như. Giá tha ba ná cũng như là giá đi nếu như. Thưa sư xin hết rồi. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ sư, con xin đọc một số liên từ phụ thuộc ạ. Át thá khô lúc ấy rồi thì. Áp bí chá hơn nữa tuy vậy. Ý tí rằng thế này. Ý quá ví như tựa hồ là. Kinh cha bí dù sao mặc dù. Ý rá tương truyền rằng chê xá chê nếu như giác thá ri quá cũng giống như giác thá pa ná cũng như là giá đí nếu như. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ tôi xin đọc một số liên từ phụ thuộc. A thác khô lúc ấy rồi thì. A biết ché hơn nữa tuy vậy. Ý tí rằng thế này, ý quá, ví như tựa hồ là kinh cha bí dù sao mặc dù. Ký rế tương truyền rằng, xê, chê, xá chê, nếu như. Giá thá rí quá cũng giống như, giá thà bá ná cũng như là, giá đí nếu như. Dạ thầy sư xin hết. Mời Phật tử Lâm Thị Nương. Nhà bà sư, con xin đọc một số liên từ phụ thuộc. Athakho là lúc ấy, rồi thì. Apichá là hơn nữa, tuy vậy. Ý tí là rằng thế này. Ý vá. Ví như tựa hồ là. Kinchapí, dù sao, mặc dù. Ký rá là tương truyền rằng. Chê, sách chê là nếu như. Giá tha ri quá là cũng giống như, giá tha bá ná cũng như là, giá đí nếu như. Dạ bà sư con xin hát. Xin mời cô Nữ Diệu Bảo. Bà sư con xin đọc một số liên từ. Á tá khô lúc ấy rồi thì, á bí chá hơn nữa tuy vậy. Ý tí rằng thế này, ý quá, quý như tựa hồ là kinh cha bí, mặc dù sao mặc dù. Ký rá tương truyền rằng,
chê sát chê, nếu nếu như giá tha đi quá cũng giống như giá tha bá ná, cũng như là giá đi nếu nếu như. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư, con xin đọc một số liên từ phụ thuộc. Ác thác khô, lúc ấy, rồi thì. A biết, ai biết chá, á biết chá là hơn nữa tuy vậy. Ý tí, rằng thế này. Ý quá, ví như tựa hồ là. Kinh chá bí, kinh chá bí, dù sao, mặc dù. Ký rá, tương truyền rằng. Chê, sát chê, nếu nếu như. Giá khá rí quá cũng giống như. Giá tha bán ná cũng như là. Giá đí là nếu nếu như. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, có còn Phật tử nào muốn đọc đúng không ạ? Dạ thưa sư, xin đọc. Một số liên tục phụ thuộc. Á thác khô, lúc ấy rồi thì. Á bí chá, hơn nữa tuy vậy. Ý tí rằng thế này. Ý quá, ví như tự hồ là. Kinh cha bí, dù sao mặc dù. Ký rá, tương truyền rằng. Chê xá chê, nếu nếu như. Giá thá rí quá cũng giống như. Giá thà bá ná cũng như là. Giá đí nếu nếu như. Dạ thưa sư, cho hỏi giá đí với lại chê xá chê vậy dùng cũng giống như nhau hả sư? Chữ sách chê thì nó thông dụng hơn, dùng hơn thông thường. Còn cái chữ giá đí nó thường dùng trong trường hợp đặc biệt hơn, tức là dùng trong trường hợp nó xác định hơn. Ví dụ như là cái chữ giá đí thường được sử dụng trong cái tiên ngôn tăng sự chẳng hạn. Thì trong trường hợp đó thường là chỉ được sử dụng là chữ giá đí, chứ mình không thấy sử dụng chữ sách chê. Tức là nó quan trọng hơn, nghĩa nó quan trọng hơn so với chữ sẽ chê thì dùng phổ thông bình thường. Dạ. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, thưa sư hết rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta đọc đoạn văn ha, đọc đoạn văn trước đi rồi kiểm tra phần trả lời câu hỏi sau. Lớp có nhìn thấy đoạn văn chưa? Dạ rồi. Dạ mà sư chưa thấy chưa? Dạ anh cũng thấy rồi sư. Cho tôi thô điều quá đu to không? Dạ. Rồi chúng ta đọc đoạn văn ha. Cho tôi thô điều quá đu to. Chatuthang Rajakumaro Sarathina Phatdang Yanang Yuja Petwa Kuming Lasanaya Uyana Kuming Akami Athako So Asan Atisantan Cha Akara Wantang Susang Wutin Riyan Cha Samanang Atasa So sarathin puchitwa samana nang gune nyatwa ati viya pasaydi raja kumaro tato channe na yanang paja pesi anto purang pati niwatting titum so tang agato seje ayang samano mokha thamang napa punisa ewang akarang nà pha vi sa ti bạch hà di so tăng khăn nam pi sa che a hàng papa che ya mi e wa me wa mo
khả mặt găng phá rì dê xây gia mi tí bách hà dị. À, lần nữa ha. Chắc tốt thô đề quá đủ tô. Chắc tốt thằng rai chắc cú mà rô xà rắc thị nà phát đăng. Gia năng vô cha bê toa. Yo cha pe toa phu minh dasana ya uyana phu minh angami athakho so atisantanh cha akara vantang su sang utin riyan cha samanang atasa so sarathin vuchi toa samananang vune nya toa ativiya pasaydi raja kumaro tato channe na yanang paja pe si anto purang pati niwati tum so tang agato seje ayang samano mokha thamang na pa punisa ewang akarang na apawi sati pachayi so tang khanam pi seje ahang pappa jayami ewa mewa mokha mak gang pariyasiyami ti pachayi. Rồi mời lớp giơ tay lên để em đọc bài. Dạ, ở Kim Cúc. Sư sư cũng xin đọc đoạn văn ạ. Chatuttho Dewa Duto Chatutthang Rajakumaro Sarathina Phakdang Yanang Yo cha bê toa phu minh đắc sa nàn giá quý già ná phu minh mình agami akhakho so ati sang tành cha akara quan tăng su sang quốc tình kri dân cha sa ma năng ap đắc sa so sarathin bút chi toa sa ma năng gu nề nha tòa ati quý giá bác sĩ đi raja kumaro tato chanena yanang pachabesi anto burang batini wati tung so tăng agato sache ayang samano mokha thamang na papunisa ewang akarang na apa wisati bách trà dí sô tăng khá nằm bí xì á hành bá chày và mí ê quá mê quá mốc khá mắc găng bá đi về xây và mì tí bách trà dí thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư con xin đọc bài ạ. Chá túc thô đê vá đu tô Chá túc thăng ra chá cú ma rô Ta giá thú ma khắc đăng Gia lăng Dô chá tê tòa Phô ni Đắc xá ma giá Ý gian Ná phô ni Ta giá mi Atha kho so ati san tan cha akara van tan su sam u tin di san cha sananang et dasa so sa da thin phuc chi toa sananang vu ne nya toa ati di da ta si di da cha phu ma ro ta to chân đề ná và năng và cha tê xí an tổ phú răng và tí ní vắt tí tùng sô tăng a gà tô và chê a răng và má nô bốc khá thăm măng ná và vũ nít khá ê văn a gà răng ná a phá vít xa tí bách cha dí sô tăng khá năm tí sa chê á hằng bắp tá chây ra mí ê quá mê quá bốc khá mắt răng
và di về xây ra mưu tí cách cha dí. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Chát tu thô đê quá đu tô chát tu thằng rai chá u mà rồ sa rá thi na phách đăng già năng rồi cha pê toa phô minh đã sa nà giá uy gia nắp hô minh á gà mí á thác khô sô á tí săn tành chá á ca rá quan tăng su sang bút tin trí dạ trí trí dân chá sa ma năng át đá sa sô sa rát thình bú chí tòa sa ma nà năng vũ nề nhát tòa á tí vi già bá đi xí rà chá cú ma rô tát tô chăn nê ná già năng pa cha pê xí an tô bú răng pa tí ní quát tí tùng sô tăng á gá tô sát chê á răng sa ma nô mốc khá đầm măng ná pa bú ní xá ê quăng a ca răng ná phá ví xà tí bách khà dí sô tăng ca nằm pí sát chê á hằng pa pá chây già mí ê quá mê quá mốc khá mắc găng pa ri dày xây già mí tí bách khà dí. Bạch sư, con đọc xong rồi ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, yeah, thưa sư, xin đọc bài. Chế tu thô, đề quế đu tô. Chế tu thăng, đề chế cú mơ rô. Xe rê thí nè. Phát đăng, dê năng. Dô trê bê tòa, phu minh. Đất xế nè dê. Quý dê nè, phu minh. Ê gà mý, ê thái khô, sô. Ê tí sân, tình chế. Akare quân tăng chú sân vũ tin trí dân chế xe minh năng ác đề xế sô xe ra thìn phúc trí tòa xe minh năng vũ nề nhé tòa ác tí quý giá bá sĩ đi rè trẻ cú mơ rô tá tô chân nề ná dè năng bà trẻ bê sĩ anh tô bu răng bát tí ní quát tí tung sô tăng a gát tô sẽ chê a dăng sê mê nô mốc khá thăm măng ná bà bú ní xá ê quăng a cà răng ná a phá quý xá tí bát trà dí sô tăng khá năng bí sẽ chê a hăng bát bá chê dè ní bát bá chê dè mí ê quá mê quá mốc khá mắc gần bá rí xê bá rí dê xây dè mí tí bát chê dí. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin đọc. Chá tu thô đề quá đu tô chá tu thăng ra chá cú ma rô sa ra thi na pa đăng gia năng yô gia pê toa u min đa sa na gia vi gia na u min agami athako so ati sang tan chá aga ra quan tăng su sang vu tin tri yang chá samanang adasa so sarating uchitoa samananang une nyatoa ativiya pasidi pasidi raja kumaro tato chanena yanang paya pesi anto kurang patini watitum so thang adato sache ayang samano mukha thamang na papunisa ewang akarang nya
akarana apavisati phajayi sotang khanangpi sacce ahang papacce yami ewa mewa mokha makgang pariye se yang miti pachayi. Dạ bà sư con xin hết. Xin mời Phật tử Quang Thanh. Dạ thưa sư, con xin đọc. Con xin đọc đoạn văn. Chát tút hồ đề hòa đu tô. Chát tút thằng ra chá cú mà rồ. Xà lá thí nà phát đằng đà nàng rồ chà bết tòa cùng phù mình. Đá xá ná dạ uy nhà ná phù mình á gá mỹ mỹ á thá khô sô á tí sàn tành chá à ca rá hoàn tăng in đà ri đê sú sú sang phú tành chá xá măng má măng má năng á đá xà sô xà rát thình búc chít tòa búc chít tòa xá má nà năng vù vũ nề ná tòa á tí và bác sĩ hàng xá má đồ khá thằng ná bà bú ní bú chá y măng a ca răng ná á phá quýt xá quýt xá tí 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 ách chá rì ê quá mê quá mốc khá mắc găng ba rít rê xây răng xây rá mì tì bách trà rí. Dạ con xin hết. Dạ có cầu Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sân xin đọc. Chatutho deva duto chatuthang raja kumaro sarathina phatdang yanang yochapeta fumin dasana ya viyana fumin agami athako so atisan tancha akara wan tang susang utin ri yang cha samanang atasa so sarathin pukchitwa samananang lune nya twa ativiya pasidi raja kumaro tato cha janena janang pachapesi antopurang pati pati ni wati tung so tang agato sache ayang samano mokha thamang na pabunisa ewang akarang na alpha visati pachaji so tang khanampi sache ahang papache yami ewa mewa mokha mokha makang Pariye se ya mi ti, bai cha yi. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Bạch sư con xin đọc bài. Chát tốt thô, đề quá đu tô. Chát tốt thang ra chát cú ma rô, sa rát thí na. Phát đăng gia năng, dô cha bê toa, phù minh. Đát sang na giá, uy gia ná, phù minh. Á gám ý, á thá, khô so á tí sang tan chá a ca ra quan tăng số sang quý tinh quý danh chá sa ma năng á đa sa so sa ra thình bố trí tòa sa ma na năng vù nề nhé tòa á tí quý giá bác sĩ đi
ra chá cú ma rô tắc thô chan nê ná gia năng ba cha bê xí an tô bú răng bát tí ní quách tí tùng sô tăng a gát tô sát chê á giăng sá ná nô móc khá thăm măng ná ba bú ní xá ê quăng a ca răng ná á phá quýt sa tí bách cha dí sô tăng khá nằm bí sát chê á hằng bắp bá chay gia mí ê quá mê quá móc khá mắt gần bá rí về xây gia mi tí bách cha dí và sư có này có còn phần tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư đã đọc hết rồi sư. Rồi vậy chúng ta chuyển sang phần trả lời câu hỏi ha. Trong bài này có 4 câu hỏi. Thứ nhất đó là gạch dưới các động từ điều kiện cách đã được sử dụng trong đoạn văn. Thứ hai đó là chọn một động từ có hình thức tương tự như phát chữ tí và tập chia ở dạng điều kiện cách. Câu này thì nãy mình làm rồi. Câu 3 là gạch dưới các liên từ phụ thuộc đã được sử dụng trong đoạn văn. Câu 4 là sử dụng, hãy sử dụng các liên từ phụ thuộc như atha, sayche, che, kira, iti để viết thành câu Pali. Phần này nãy mình chưa. Nhưng bây giờ để chọn các động từ điều kiện cách với của câu 1 đi. Dạ, gạch bạch sư. Từ với điều kiện. Dạ, bạch sư con xin gạch dưới động từ điều kiện cách ạ. Gạch dưới động từ điều kiện cách trước. Dạ, động từ thứ nhất là pa pú ní xá là sẽ chứng được ạ. Động từ thứ hai là áp phá ví xá là sẽ có được ạ. Và động từ thứ ba là pari dây xây giá là có thể tìm được ạ. Con xin hết ạ. Điều kiện cách pa pú ní xá. Áp phá ví xá. Chưa thấy hả? Đó là Papunisa. Ôi, Apovisa. Dạ. Tí ở đây là Apovisa. Còn Sayya Sayya phải, không phải. Có thể tìm được đấy ạ. Cái đó là khả năng cắt. Rồi bây giờ liên từ. Dạ, bạch sư có 3 liên từ ạ. Liên từ thứ nhất át thá khô là lúc ấy rồi thì lúc ấy bên trên át thá khô cái dòng trên ạ. Rồi. Và 2 liên từ câu thứ hai ạ, đầu của câu thứ hai ạ. Là gì? Át thá khô ạ. Là gì? Thá khô là lúc ấy á. Thá khô thấy rồi. Dạ. Và câu và hai từ thứ hai là sắc chê. Chê ạ, là nếu ạ. Sắc chê. Sắc chê. Sắc chê. Còn nó có cái gì nữa không? Chữ áp thác khô ở trong liên từ. Ở đây mình có chữ apovisa tí. Tức là cái chữ này là chữ y tí. Nên y tí ở đây nó là liên từ. À, pariyasayami tí.
Cái chữ y tí ở đây nó cũng là liên từ. À, đó là các liên từ. Giờ còn 10 phút mình biết câu đi. Biết câu hồi nãy, các câu lúc nãy. Giờ để sư mở thêm một cái trang nữa. Để xem mình có viết được hay không. Điều kiện cách thì nó hơi khó. Bây giờ mình thử viết câu với các liên từ. À, ở đây người ta chỉ yêu cầu viết các câu với các liên từ thôi, chứ không phải viết theo điện kiện cách. À, miễn mình viết sao là có các liên từ này là được. Đây mình có câu là cái chị A Hằng đó út gần Hà Mỹ. A Hằng xin đó răng nằm măng không biết xà Mỹ. Nếu tôi không học, nếu tôi không học, tôi không tôi sẽ không có trí tuệ tốt. Viết vậy thì nó ở dạng điều kiện cách hơn, tức là câu này mình có học không. Còn không thì phải dùng ở thầy vị lai thì mới được, biết hiện tại không được. Ví dụ như là bây giờ là mình đã học, mình cũng có được một ít cái phước trí, thì mình sẽ viết câu này là gì. Nếu tôi không có học, út gần hí, út gần hi sa, út gần hi sằng, nãy cái bản kia của nó lại bệnh mất rồi. Hi sằng nó sao? Hi sằng. Bản điều kiện này cũng xem qua xem lại mà nó không nhớ. Đi sang. Thưa sư, tại vì câu không nói mình đặt cái điều kiện cách hay lại chỉ trên chỉ đặt câu có cái từ đó thôi. Nhưng mà khi mình sử dụng cái chữ sẽ chê là mình phải biết cho đúng cái tình huống. Còn không mình đừng có sử dụng sẽ chê, mình sử dụng cái liên từ khác. Tại cái chữ sẽ chê này nó sẽ có thể là viết ở thầy vị lai thì đã chấp nhận mình được, còn viết ở hiện tại cũng được. Thưa sư không thấy màn hình ạ. Không thấy hình chữ của sư. Hành lý sang gần apogee sang
Visang. Apavisang. Apavisang luôn. Thưa cô, sư cho con tạm câu sư. Thế chị mới dặn Ore Aramang Gachi Samha Sutang Aicha Di Sama. Nếu trước đây chúng tôi không đến chùa sẽ không được tụng đọc kinh. Cái đó câu đó được biết vậy đó nó mới được. Ủa cái khúc á này mình dịch là không mà sư, nó cùng nghĩa mà sư. Sẽ đến chùa mà sư. Á này á gắt chí sam ha là sẽ đến chùa. Mà sư xin lỗi. Dạ. Nếu trước đây bạch sư ở trong bài tập có một câu con đọc lên sư. Sá má lô chê khăn mốc cá măng ná ba bốn ví xá. Nếu trước đây chúng tôi sẽ đến chùa, chúng tôi sẽ được học. Nếu trước đây chúng tôi đến chùa, chúng tôi sẽ được học. À, sẽ được tụng đọc kinh. Lâu. Sư con có bón hai câu lên đó sư. Chê dễ tí. Sa chân thầy sĩ sa chê a hăng hi yô a ra măng na gách chi sang a hăng sang gần a sa a ra măng na phù chi sa phù chi y tí, còn y tí mà không biết ghép như thế nào thì cái chữ ăn mà khi mà nó gặp với y tí thì nó sẽ đổi thành chữ N. Dạ, san tí tí. Thì nó sẽ thành là san. San tí. Không phải. Chữ san tí. Một chữ ý là đã bị bỏ rồi. Dạ, san tí, bỏ chữ tí. Bỏ chữ tí. Bỏ dấu phẩy luôn. Dạ. Tại ở dạng này nó không có sử dụng dấu phẩy. Nó hệ nông ghê. Thì ở đây mình có là nếu hôm qua tôi không đi đến chùa, tôi sẽ không cúng dường, sẽ không được cúng dường vật thực đến tăng già. Yên nào chấm trên ha. Sáng dạ, là chấm trên. Dạ. Thì ở đây mình có hai cái giới từ đó là liên từ đó là sách chia với là phô với chí sanh tí ở đây đó là phô chí sanh tí ở đây đó là phô chí sanh với lại y tí. Nên còn có thêm cái liên từ y tí. Rồi bây giờ tạm dừng đây ha. Coi như mình xong phần bài học số 16. Thì sau thì mình sẽ sửa bài tập. Giờ mời cô Ngọc Trân lên cầm mic để mình kết thúc buổi học ngày hôm nay. Dạ. Dạ. Đúng bằng kính chư sư đã dành thời gian giảng dạy Bali cho chúng con. Dạ bây giờ con xin thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có đường đến chư thiên.
Akasatha Japomata Dewana Gamahitika Bunyang no anumodang tu chirang rakan tu sasanang Akasatha Japomata Dewana Gamahitika Bunyang no anumodang tu chirang rakan tu no garu Akasatha Japomata Dewana Gamahitika Bunyang no anumodang tirang rakan tu nyayo Akasatha Japomata Dewana Gamahitika Bunyang no anumodang tu tirang rakan tu panino Akasatha Japomata Dewana Gamahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakan tu no sada idang watano bunyang asawa kaya wahang hon tu anagate kale satu satu nguyên quay trở lại lớp Pali một ngày thứ sáu hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00. Chúc sư và lớp có nhiều sức khỏe hóa trong đạo pháp. Dạ, kính chào cả lớp. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay à. Con chúc sư nhiều sức khỏe. Xin chào cả lớp. Rồi, xin mời sư chào cả lớp ạ.